Xin chào các bạn, hôm nay tôi làm một cái video giới thiệu với các bạn về cái dòng máy chiếu Benquy. Ở video này tôi xin giới thiệu tổng hợp ba cái mẫu máy chiếu, đó là Benquy MS3081, Benquy MS504 và MS506. Đây là những cái dòng máy, cái model máy chiếu mà có cái số kỹ thuật và cái thiết kế bề ngoài nó khá giống nhau. Do đó là video này tôi xin giới thiệu chung luôn ba cái mẫu máy chiếu này. Trong quá trình xem video, nếu có gì chưa rõ thì các bạn để lại những cái comment phía dưới thì chúng tôi sẽ liên hệ để hỗ trợ các bạn, hoặc là các bạn có thể chat với chúng tôi qua cái số điện thoại dưới thông qua Zalo hoặc Facebook. Ở video này tôi quay bằng điện thoại mà quay ở cự ly khá gần, do đó là lâu lâu thì có thể thấy những cái gợn sóng từ dưới lên, đó là do cái tần số quét của máy chiếu phát ra và tần số của cái camera máy ảnh nó khớp nhau. Thì nhận xét cách khách quan thì các cái dòng máy chiếu bóng đèn tôi nói thì có độ bền khá là tốt. Với máy mới thì bóng đèn có thể đạt tối đa khoảng 7 đến 8 giờ, và trên lý thuyết thì nhà sản xuất công bố là 10 giờ. Thì đối với những máy qua sử dụng thì công suất còn lại tùy từng máy có thể đạt được khoảng 2/3 so với máy mới, tùy theo cái số giờ chúng ta đã sử dụng trước đó. Thì Benquy MS3081, MS504 hoặc là MS506 thì có đặc điểm chung là cái cường độ sáng nó đạt khoảng 3000 đến 3200 lumen. Độ phân giải chuẩn là S Vega 800-600 và máy có thể chạy được độ phân giải tối đa là Full HD, tức là 1920x1080. Và các cái cổng kết nối thì nó bao gồm là cổng computer in 1, computer in 2 và monitor out. Cổng gần như là có đầy đủ các cái cổng rồi. Chúng ta có thể kết nối máy tính, laptop là cái đầu phát ca cộng và phát HD để chúng ta xem phim, xem bóng đá hoặc là dạy học hội thảo. Đây là dòng máy sử dụng cái bóng đèn của hãng Philips, tức là bóng hay chúng ta còn gọi là bóng UHP. Do đó cái loại bóng này nó khá là bền. Chúng ta có thể sử dụng và khai thác máy khoảng từ 5 đến 7 năm nếu mà chúng ta có bảo trì định kỳ và đúng lúc. Các bạn lưu ý đây là cái dòng máy chiếu công nghệ DLP. Đó là chúng ta cần bảo trì máy định kỳ, thông thường là bằng nếu mà chúng ta sử dụng liên tục thường xuyên thì trong khoảng 3 tháng chúng ta phải bảo trì, và nếu ít sử dụng thì khoảng 6 tháng chúng ta phải bảo trì để tránh cái trường hợp bụi bẩn nó bám nhiều trong máy làm giảm tuổi thọ của máy. Và đây là tuy là dòng máy chiếu phổ thông nhưng mà nó vẫn có hỗ trợ cái công nghệ trình chiếu phim 3D. Do đó là chúng ta trong trường hợp mà chúng ta muốn xem phim 3D thì điều nó khá đơn giản, chúng ta cứ kết nối với lại máy tính, laptop hoặc điện thoại thì sau đó chúng ta sẽ bật cái tính năng 3D trên máy chiếu lên và chúng ta mua thêm kính 3D để chúng ta thưởng thức phim 3D thôi. Thì để biết thêm các thông tin về việc sử dụng tính năng trình chiếu phim 3D thì các bạn liên hệ với lại các nhân viên bán hàng trên website vnpc.com.vn thì chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn và luôn có nhân viên tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Video này có giới hạn do đó thì tôi xin phép được tạm dừng video tại đây. Nếu các bạn có những thắc mắc hoặc là cần hỗ trợ gì, các bạn để lại những cái comment phía dưới hoặc là chat với chúng tôi qua Zalo hoặc là Facebook, chúng tôi sẽ cố gắng để hỗ trợ các bạn hết mình.